Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục An ninh Quảng Bình với những nội dung chính sau: phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng công an trong tỉnh, phóng sự góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, vừa qua Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn liên ngành về phòng chống mua bán người với sự hỗ trợ từ Văn phòng dự án của Liên hợp quốc hợp tác hành động chống lại nạn mua bán người và các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh. Tham gia lớp tập huấn lần này là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, trinh sát, điều tra và tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị mua bán, thuộc ngành công an và lực lượng biên phòng của các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Chương trình tập huấn do 4 chuyên gia quốc tế đến từ Vương quốc Anh và giảng viên Cục Tham mưu Cảnh sát Bộ Công an truyền đạt với những nội dung về pháp luật Việt Nam, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới, liên hệ thực tiễn các địa phương ở Việt Nam với một số nước khác trên thế giới, thảo luận các tình huống bài tập, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc hiện nay và hướng tới việc hợp tác với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh để nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá các vụ án, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán và đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này. Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức triển khai đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch của Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh du lịch trên địa bàn Quảng Bình. Để nâng cao hiệu quả của các đề án đảm bảo an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020, lực lượng Công an tỉnh đã huy động các lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, chủ trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các điểm, khu du lịch gắn với việc duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm An toàn về an ninh trật tự, các mô hình tổ tự quản dịch vụ kinh doanh và phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh khu du lịch. Tại cuộc họp triển khai đề án, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an tỉnh, đặc biệt là đối với những cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mùa du lịch năm 2018. Các cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng, bám sát địa bàn, quyết tâm không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách, cũng như các hoạt động của lễ hội trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 0203 và các thông tư của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân. Trong 4 năm từ 2013 đến 2017, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung quan tâm chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai nghiêm túc, góp phần phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc thực hiện các chuyên án có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chuyên án trên lĩnh vực hình sự, ma túy đã được khám phá thành công, kịp thời triệt xóa một số băng nhóm tội phạm nguy hiểm với hình thức gây án tinh vi phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu thuộc các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã phát biểu nhiều ý kiến thảo luận, nêu lên những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm. Trong đó, các ý kiến đều cho rằng công tác nghiệp vụ ở công an các đơn vị địa phương phải thật sự có trọng tâm, trọng điểm, phải nắm chắc tính chất, mức độ từng loại đối tượng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đã góp phần ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm, phục vụ tốt công tác điều tra khám phá án. Công an tỉnh Quảng Bình cũng vừa tổ chức thăm tặng quà cho các em học sinh đang học tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Em Khuyết Tật các huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới. Dịp này, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng, trong đó mỗi Trung tâm Giáo dục Trẻ Em Khuyết Tật 5 triệu đồng để góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất nhằm phục vụ sinh hoạt và học tập cho các em. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với các em học sinh khuyết tật đang học tập tại các trung tâm, động viên các em vượt qua mọi khó khăn, tự tin hòa nhập với cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động tình nguyện mà cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang thực hiện, góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các đồng chí, chân thành, tận tụy và gần gũi là những phẩm chất cần thiết để mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường Bắc Lý xây dựng cho mình một phong cách văn minh, lịch thiệp và văn hóa khi tiếp xúc với nhân dân. Đặc biệt, họ luôn đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, tuyệt đối không xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng. Phường Bắc Lý là một trong những địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự của thành phố Đồng Hới. Đây là nơi tập trung các đầu mối giao thông quan trọng nằm trên tuyến đường bộ Bắc Nam. Vì vậy, thường xuyên tiếp nhận một lượng người dân tạm trú khá lớn, đặc biệt là các tầng lớp học sinh, sinh viên. Trước tình hình đó, thời gian qua, với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ công an phường, tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và bước đầu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Đặc biệt, trong những năm trở lại đây, trên địa bàn không xảy ra các điểm nóng hoặc các vụ trọng án. Để đạt được những kết quả đó, trước hết là nhờ lực lượng công an phường không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, biết phát huy sức mạnh tổng hợp của dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ với 17 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn khá rộng và đông dân cư, công an phường Bắc Lý phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành công việc được giao. Không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, pháp luật mà cán bộ chiến sĩ công an phường Bắc Lý còn chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, tạo hình ảnh đẹp và gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân. Giúp cho cán bộ chiến sĩ xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, tư thế lễ tiết tác phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác tiếp xúc giải quyết công việc của nhân dân. Thì dù là việc rất nhỏ, từ cách nghe điện thoại hay là khi dân cần thì cán bộ chiến sĩ cũng phải làm. Đây cũng là cách để giúp dân cũng như là rèn giũa cán bộ chiến sĩ trẻ phải chịu khó, phải có ý thức phục vụ nhân dân. Để được dân tin, dân mến, điều quan trọng nhất là phải nỗ lực, đảm bảo yên bình cho nhân dân. Chính vì vậy, hoạt động bám địa bàn, nắm tình hình là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công an phường Bắc Lý đặt lên hàng đầu và xác định đây là điều kiện vô cùng cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Các cán bộ chiến sĩ công an phường đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để bám nắm địa bàn, chủ động phát hiện, thu thập những thông tin tài liệu liên quan đến an ninh trật tự. Nhờ vậy, chỉ huy công an phường, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các tình huống xung đột, mâu thuẫn, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Công an phường Bắc Lý luôn là tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và nhân dân đánh giá cao về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Khi tiếp xúc với nhân dân, luôn có thái độ hòa nhã, gần gũi và không gây phiền hà rất nhiều đối với nhân dân. Đặc biệt khi có những cái tin báo từ quần chúng nhân dân cũng như có những cái vụ việc từ cơ sở phản ánh lên, các đồng chí đến giải quyết kịp thời, khoa học và đầy trách nhiệm. Bên cạnh có những cái phối hợp hoạt động giữa tổ dân phố về tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mặt khác, công an phường còn xây dựng được những chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động từ các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phường như trường học trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự. Những công tác đó là giúp cho cơ sở ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song song với việc không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ công an phường Bắc Lý đều luôn chú trọng về lễ tiết, tác phong, thái độ chuẩn mực khi tiếp xúc với nhân dân. Lắng nghe dân nói còn là cách để công an phường Bắc Lý tiếp nhận thông tin từ nhân dân một cách chính xác nhất, để củng cố hoàn thiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là đối với lực lượng cảnh sát khu vực. Đã làm cảnh sát khu vực thì là cái điều quan trọng nhất đối với mỗi một đồng chí cảnh sát khu vực, đó là phải làm như dù bất kể cái hoàn cảnh nào, thì mục đích của cảnh sát khu vực được lãnh đạo trên giao đó là phải có được cái lòng tin của nhân dân, lúc đó mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Mà lòng tin của nhân dân ở đây thì mỗi đồng chí cảnh sát khu vực được đào tạo ở trường và được dù không được học chuyên ngành của mình cảnh sát khu vực, nhưng khi về công tác thực tế ở đây thì phải được biết rằng và
là cái nhiệm vụ, cái đặt lên hàng đầu ở đây là cái sự nhiệt tình, tình cảm và cái tâm huyết nghề nghiệp và cái lòng nhiệt tình và cái sự để đặt lên hàng đầu. Lúc đó là mình có được lòng tin của nhân dân, mà có một khi ta đã có được lòng tin của nhân dân rồi thì cái nhiệm vụ của mình thì hoàn thành điều là chắc chắn. Còn mà cảnh sát khu vực mà không có niềm tin của nhân dân đối với mình, với cảnh sát khu vực thì là không hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Ngoài lực lượng chức năng, hiện tại phường Bắc Lý có 349 nhóm liên gia tự quản, gồm 917 thành viên và 15 tổ hòa giải. Các tổ chức này đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn khu dân cư. Công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục duy trì các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như mô hình phường an toàn lành mạnh, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, mô hình tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự, trường phường liên kết đảm bảo an ninh trật tự. Phường Bắc Lý thì rộng, đất rộng người đông, tình hình cũng rất phức tạp. Cán bộ công an, cảnh sát khu vực thì ít. Nhưng mà các ông chị đã rất cố gắng bám nắm địa bàn, bám dân để mà phát hiện, và khi có tình huống xảy ra cứ có yêu cầu là các ông chị có mặt để cùng với là bà con, cùng với cấp ủy chính quyền giải quyết, không để cái sự việc nó xảy ra phức tạp. Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường Bắc Lý, mỗi khi dân cần, các anh đều có mặt. Dù công việc có bồn bề vất vả, nhưng hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của người dân, với các anh đó là niềm vui, là năng lượng để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chính các anh đã và đang cùng với toàn lực lượng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, vì dân phục vụ. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.